Chào các bạn, video này mình sẽ nói về cái cách sửa chữa và kiểm tra cái cục phát Wi-Fi di động, cái hiệu của nó LTE 4G ha. Cái tem sau của nó nè, cái hãng này gọi là LTE ha, cục phát Wi-Fi di động dongle, LTE 4G Wi-Fi dongle. Phía sau của nó là nó có SSID nè, rồi cái mã key Wi-Fi như cái password 1 đến 10 ha, router login vân vân. Thì cái nguyên nhân người ta đem đến mình sửa chữa kiểm tra là do lúc đầu á, cái cục phát Wi-Fi này hoạt động bình thường ha, nhưng mà do khách hàng á, người ta làm gãy cái đầu cắm USB nè, xong rồi bạn nó đem ra ngoài sửa chữa ngoài á, thì không biết thợ hàng giờ nó mất nguồn luôn. Thì giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra coi nó như thế nào ha. Thì ở đây cái hiện tượng của nó nè, mình cắm vô máy tính á, cắm vô laptop hoặc là cái CPU của máy tính á, thì nó không có sáng đèn ha, và không có nhận USB. Đây mấy cái đèn này ở đây nè, nó báo hiệu á, không sáng ha, không có sóng và không phát Wi-Fi được luôn nha. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mình cắm thử vô cái củ sạc á, đây là cái mấy củ sạc của iPhone đi, điện áp là 5V, hoặc là mình cắm vô cái cục sạc dự phòng á, thì nó không có nguồn và không có đèn ha. Đây, cắm vô nè. Các nhìn thấy không? Đèn của nó không có sáng ha. Mặc dù á, nó nhận cái nguồn điện từ cái cục sạc dự phòng này. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình kiểm tra, mở cái dongle USB này ra. Ở đây mình quan sát thấy một cái khe cắm SIM, không có cái khe cắm thẻ nhớ ha, khe cắm SIM nè, cái SIM 3G 4G vậy các bạn, gắn vô đây. Rồi quan sát ở đây á, nó có một cái nút đầy mình nghĩ là cái nút reset á, giống như những cái modem Wi-Fi á, nó sẽ có một cái nút reset ở đây nè. Mình lấy cái cây á, mình chọt nhấn vô cái nút này nè, nhấn giữ để nó reset lại cái dongle này ha. Rồi mình mở ra thì ở đây có 4-3 ngóc mà, các bạn mở tương tự đây nha. Ở đây mình mở trước rồi để cho không làm mất thời gian á. Rồi tiếp theo mình sẽ tách nguồn vỏ ra. Nói chung là có cái cấu hình của nó khá đơn giản ha. Đây cái bo mạch của nó các bạn quan sát. Cây SIM, nút reset, dongle Wi-Fi nè. Rồi ở đây ha, thì lúc đầu á, khách báo á là nó chỉ bị gãy cái đầu cắm USB này thôi. Thì đầu cắm này á, các bạn có thể kết nối với cái một cái củ sạc nè, hoặc là cái phần mà cắm USB trên xe hơi á, mình cắm vô cái cục sạc dự phòng hoặc là cắm máy tính đều nhận hết ha. Thì nó sẽ lấy điện áp nó đưa vô IC nguồn. Ở đây mình tháo SIM ra luôn, hai cái SIM. Mình lấy một cái dịch dẹp á, mình nạy lên ha, hoặc là mấy cái lưỡi dao mà rọc giấy á, bạn nạy lên cho mình, gỡ hai SIM ra.
Còn bên trong nó có linh kiện gì ha? Rồi đây là cái phần mà băng keo tản nhiệt của nó, keo hai mặt đặt cho CPU. Nó thường gặp trong mấy cái như mainboard của iPhone đó, các bạn cũng thấy mấy cái băng keo này nha. Samsung cũng có luôn. Thì quan sát ở đây á, mình thấy một cái cổng USB này nó đã hàn rồi ha. Có dấu hiệu hàn sửa chữa rồi. Đây. Nói chung là có sửa ngoài rồi nha. Trên đây mình quan sát á, thấy hai con linh kiện của nó là một cái con CPU và một con LAT. Nó nằm trong cái khay siêu này ha. Trong đó ở đây là cái con CPU. Còn cái này là IC bộ nhớ LAT ha. Rồi, qua cái siêu bên đây mình có cái con IC nguồn Power Management. Đây mình có ghi cái mã số của nó nè. Con CPU của nó dùng con SMS8916 ha, của hãng Qualcomm luôn. Còn con IC bộ nhớ flash đó của hãng Hynix nè. Cái hãng này á, các bạn nhìn trong một số cái RAM, thanh RAM của máy tính bàn á, hay là mấy thanh RAM của laptop á, nó như cái hãng này nó chuyên sản xuất về bộ nhớ. Còn IC quản lý nguồn PM là Power Management á, là con quản lý nguồn ha. Nó cũng dùng cái mã của nó là 8916 luôn. Nó trùng khớp cùng của hãng Qualcomm luôn. Và là nguyên cái Qualcomm này nè, cái IC nguồn của nó và cái con CPU này á, nó đồng bộ với nhau ha. 8916 luôn, nó đi nguyên. Thì đây không hiểu gì mà sao người ta ha, hàng không biết nhập kho, nó làm mất nguồn luôn ha. Đây, bình thường á mình cắm nguồn vô á, như cắm cục sạc dự phòng hoặc là cái cốc sạc á, thì các bạn quan sát đây nè, mấy đèn led của mình á, nó báo nha ấy thôi. Hoặc là cắm mấy đèn led của mình á, nó báo nha ấy thôi. Hoặc là cắm, hoặc là một cái cách nữa là mình cắm vào máy tính á, cổng USB á, thì nó sẽ máy tính sẽ báo nó nhận ha. Cùng đời đèn nó sáng ha. Đầu con đằng này á, đèn nó tắt ngấm luôn. Nếu mình dò từ bước đầu á, là nguyên nhân là cái cổng USB này coi nó hàng có kỹ hay không. Nó chỉ bung chân nó thôi. Rồi đây mình lấy cái đồng hồ mình đo thử nha. Đó, như ở đây mình đo thông mạch trước đi. Mình dò coi, nhất là hai đường bìa, đường dương âm nè, coi nó có bị hở chân hay bị gì không ha, coi nó không có nguồn. Đây là mát của nó nè. Rồi mình chích ra hai chân bìa nha. Ở đây á, là chân bìa nó vẫn còn nối thông vô. Rồi đây là cái chân dương của nó, cùng DC 5V á. Ok, nó mình đo như vậy á là nó không chạm mát ha. Rồi từ cái đường này á, để mình dò coi. Cái DC 5V này nó ăn đi đâu ha. À, mình thấy nó
ăn vô cái con IC này nè. IC 6 chân ha. Và nó thông vào cái, đưa vào cái đường Tecpon á, cái điểm Tecpon nè. Mình thấy nó ghi chú là VBUS nha. Ok, và đây vậy mình cắm vô. Đây cái mình lấy cái cục sạc dự phòng đi, mình cấp nguồn thử coi. Rồi, mất nguồn đèn không sáng luôn. Và là người ta hàng đã hàng được rồi. Nhưng mà trong quá trình hàng á, thứ nhất là người ta hàng không khéo chạm chân, hay là người ta dùng khò á. Tại vì lúc đầu á mình quan sát ở đây nè, cái con CPU á và con LAT ở đây nè, nó đổ keo ha. Thì khi mình hàng mình khò á, các bạn không biết á, thì nó sẽ làm xì chân con CPU này khỏi chân, nó làm cho mất nguồn. Còn đây mình đo coi cái điện áp này có hay không, em chỉnh và cái thang đo một chiều. Em chân mình chạm mát á, một chân mình chạm vô VBUS. Coi cái điện áp nó có không. Nè. Cái điện áp của mình á nó lên là 5,606V là ok ha. Như vậy là cái điện áp vào á nó vẫn có ha. Tuy nhiên á các bạn không thấy nó lên nguồn, bị mất. Rồi, để mà kiểm tra cái này á, mình không còn có thể mình dùng những cái này mình sửa mò được. Mà ở đây mình sẽ sử dụng một cái bộ cấp nguồn cho dành cho điện thoại nha. Mình kiểm tra. Không biết coi nó ăn dòng bao nhiêu. Coi nó bút được hay không ha. Rồi, để mình sửa chữa, các bạn chỉnh cho mình cái mức điện áp nè. Tại vì cái đầu vào của nó là 5V, đúng không? Thì mình chỉnh cho đây cũng 5V luôn. Điện áp mình bật 5V. Rồi, cái kim dòng của mình ampere bằng 0 ha. Mình bắt đầu mình cấp nguồn cho thử. Mình kẹp nguồn vô nha. Thì cách sửa này nó giống như sửa điện thoại thôi, không có gì hết đó. Một cái chụp mát nè, mình lấy mát ra đây. Các bạn chú ý quan sát cái ampere kế dòng cho mình ha, kim dòng. Rồi ở đây mình sẽ lấy một cái nhíp, mình kẹp đầu dương vô đây nè. Cái điểm Tecpon của nó là cái VBUS của nó, VBUS nè. Rồi mình chích vô đây, các bạn nghe xem kim dòng ha. Cái kim của mình nó chưa được 20mm luôn nha. Nè, các bạn quan sát cái kim của mình á, nó nhích rất thấp ha. Nó tầm khoảng 20mm thôi. Nó nhích mà nó nhịp như vậy á. Hàng gì khi mà trong trường hợp á mà cái cục USB này hoạt động á là nó sẽ boot lên khoảng hơn 100mm. Gắn sim gắn đồ đầy đủ á, là nó boot lên hơn 100. Mà bây giờ nó chỉ nhịp có khoảng mấy thôi. Đó nó nhịp mà nhích nè. Nó không có boot lên được ha. Như vậy chứng tỏ là cái này nó bị mất nguồn rồi.
Đó, nhờ cái bộ nguồn sửa điện thoại di động này nè mà các bạn có thể quan sát kiểm tra được, chứ các bạn có thể sửa mò sửa nhìn cái này nhìn kia mà mình có thể phán đoán được cái bệnh nó như thế nào ha. Thì nhờ cái bộ cấp nguồn này á, mình đoán được là cái con CPU này không chạy ha. Tại vì nếu mà CPU chạy á là cái kim dòng của mình á nó sẽ lên khoảng 40 mấy á, hoặc là 50 mA nó bút lên. Và trường hợp này á nó còn thấp lắm, nó còn khoảng 20-30 mA. Như vậy đây kết luận là CPU không hoạt động, con này nó chưa chạy nè. Ở đây có một số nguyên nhân. Thứ nhất á, các bạn dỡ con CPU này ra, các bạn đóng chân lại, làm chân lại ha, tại vì cái này IC độ keo á, mình làm chân IC lại ha. Cắm cáp vô coi nó có nhận hay không ha. Thì đa phần á là mình những cái trường hợp mà như thế này á là bị hở CPU nè. Một là bị hở bị xì, tại vì khi mà quá trình mà các bạn mà nhiều bạn mà không biết á, các bạn khò đây nè. Rồi nó hở chân nó xì CPU như thế này nè. Tại vì CPU độ keo á nên nó làm hở chân. Ở đây mình mất bút luôn nha. Còn cái nguyên nhân thứ hai á là trong quá trình hàng á mình chạm, mình vô tình mình để vậy nè, rồi mình chạm, rồi mình chạm cái mối hàng của mình á, hoặc là mình chạm linh kiện á, rồi sau đó các bạn không khéo á, các bạn cấp nguồn vô đây nè, nó sẽ làm chết CPU ha. Thì cái khả năng cao á nó bị chết CPU là rất lớn. Tại vì ở đây IC độ keo á, khi mình dở ra IC độ keo á, khi mình dở ra đa phần á, một số bàn thỏ các bạn phải dùng khò ha. Mình khò kỹ đây nè, rồi mình dở lên á, nhiều khi cái CPU này nó yếu á, nó chết ha, tại vì mình không có CPU mình thay ha. Cái vấn đề linh kiện là cũng hơi mệt, tại vì lâu lâu á cái USB Wi-Fi này á mình mới nhận được cây, chứ không phải nữa. Nếu mà trường hợp mà có sẵn linh kiện nhiều á, có thể mình sàn qua, mình sàn nguyên cặp qua luôn ha. Nói chung là để đồng bộ cho ba con luôn á. Ở đây nè, nó đồng bộ giữa con IC nguồn nè PM86 và con SMS8916 luôn ha, đồng bộ IC nguồn với CPU luôn ha. Đó, mình thay, nói chung mình đi sàn á, sàn qua cả cặp luôn ha. Chọn đây, thứ nhất á, mình không có linh kiện ha. Thứ hai là trường hợp mà dở con CPU này đã đóng lại á, chờ nó chết á, mình cũng bó tay, tại vì không có con CPU khác mình thay vô ha. Trên đây là cái anten. Thì mình cũng lưu ý một số bạn thợ, nếu mà các bạn chụp trường hợp mà IC độ keo như thế này á, mình làm cẩn thận một tí ha, mình hạn chế dùng khò. Nếu mà những cái phần cơ bản á, như cái phần dắt này nè, mình hàn rồi mình làm sao cho nó cẩn thận ha, đừng để chạm chân ha, rồi chạm linh kiện á, nó sẽ gây khi mình cấp vô nó ảnh hưởng đến nó làm hư chết CPU ha. Cái con này á mình kiểm tra rõ ràng nó bị mất bút luôn rồi, mà CPU luôn, hơi đáng tiếc ha. Nếu về trường hợp nó bút lên á là nó sẽ con CPU này nó chạy hoạt động nè, nó bút lên thì nó sẽ điều khiển cái con IC nguồn này nè, nó mở cấp nguồn nha, rồi đèn LED lúc này á sáng ha. Còn đây rõ ràng cái con CPU này á, nó một là chết, nó chết luôn, hai là nó bị hở chân. Mà ở đây á mình rõ ràng mình không có linh kiện mình thay. Đây mình ép bớt đó, bi bớt. Các bạn nhìn không? Cái kim ở đây á, nó nhịp chút xíu à, nó chưa lên đủ mức luôn, là ý là con CPU nó chưa chạy luôn á. Mình nhấn thêm cái nút reset ở đây nè,
không tác động luôn ha. Còn đây mình thấy cái con Thạch Anh ngay chỗ cái con IC nguồn PM8916 á, đây Thạch Anh đây nè, nó sẽ cấp xung ha, đưa qua cái con CPU này nó chạy ha. Thì hai con này đồng bộ với nhau nè. Rồi, để cái video sau á mình sẽ tìm hướng mình giải quyết cái mainboard này. Vậy là kết luận là cái con Wi-Fi di động LTE 4G, Wi-Fi đồng hồ này á là do thợ nó làm cho mất nguồn ha. Không biết nó sửa là sao mà để cho, tại vì lúc đầu nếu mà mình thay chỉ thay cái jack sạc, cái jack cắm USB này thôi á, cũng đơn giản. Mình có thể dùng cái mỏ hàn nè, rồi mình hút chì á, mình làm nó cẩn thận là ok, đâu có vấn đề gì đâu. Kiểm tra bo mạch đó, bo nó cũng đẹp ha. Chưa thấy chưa gì á. Là bo cũng thẳng mà. Bo đây thì con mình cũng nói hôm nãy á, có hai nguyên nhân á, một là do khò. Khò cái mà nó bị xì chân nè, hai là hàng không kỹ á, rồi nó chạm bị chạm chân nè. Chạm chân xong rồi bây giờ là chết CPU luôn rồi. Cái hàng nó lem hoặc là dính chân ấy vậy á. Thì giờ nếu mình làm á thì con CPU này á cũng hên xui ha, một sống một chết ha. Dỡ ra đóng chân lại coi nó có khắc phục không. Nếu mà trường hợp là nó ổn định á, ổn á là nó sẽ bút lên cái kim vòng của mình á, lúc đó nó sẽ bút lên ha, hơn 100mA ha. Còn đây á nó quá thấp rồi, làm chân CPU đóng lại, còn không có là chết, là không có linh kiện thay luôn. Rồi video này á mình nói về cái vấn đề mà sửa chữa kiểm tra cái cục phát Wi-Fi di động LTE 4G Wi-Fi đồng hồ. Để kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.